Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Có thông tin tuyệt vời cho anh chị nhà đầu tư đây. Ok, anh chị nhà đầu tư đang xem cái buổi video này, nhớ like cho mình một like nha, thả cho mình một quả tim nha anh chị, màu tím nha. Ok, nhớ like một like, thả một cái quả tim cho mình cái. Ok, thì mình cập nhật tình hình cho anh chị nhà đầu tư thì anh chị thấy là một cái hỏa tốc đúng không? Một cái hỏa tốc ngày 16 tháng 11 thì đúng là cái ngày hôm nay anh chị. Thì cái hỏa tốc này là phải hợp gấp anh chị, hợp gấp thì về việc định hình lại thị trường chứng khoán anh chị, thì anh chị thấy là cái thị trường của mình trong giai đoạn vừa rồi anh chị thì nó quá thảm khốc. Thì chính phủ đã có cái động thái can thiệp vào, và trong giai đoạn sắp tới nó còn nhiều tin tốt hơn nữa, mình sẽ cập nhật sớm nhất cho anh chị nhà đầu tư nha. Ok, thì anh chị thấy là một cái hỏa tốc này cho thấy được cái sự quan tâm cần thiết trong giai đoạn này, một sự quan tâm rất cần thiết trong giai đoạn này nha anh chị. Thì như anh chị thấy là đây là một cái tín hiệu tuyệt vời cho cái thị trường tài chính của mình anh chị, và khả năng thị trường hồi thì anh chị thấy phiên hôm nay nó bứt tốc nó đi lên không anh chị, bứt tốc nó đi lên không, quá tuyệt vời. Phiên hôm nay thì hầu như anh chị nhà đầu tư đều mã cổ phiếu anh chị đều trần. Ok, đây là một cái thông tin tuyệt vời cho cái thị trường của mình nha anh chị, giúp cho cái thị trường của mình có thể phục hồi đi lên lại trong cái giai đoạn sắp tới nha. Thì mình nghĩ nếu như mà cái lò xo mà nó nén xuống anh chị, mà nó bung lên được á, thì một cái bung này có thể là một số mã cổ phiếu tốt anh chị, nó có thể là 40-50% là chuyện hết sức bình thường. Nếu như anh chị mà sử dụng đúng cái vai trò của cái đòn bẩy nữa thì tuyệt vời trong cái giai đoạn này nha anh chị. Ok, đó là một góc nhìn của mình về thị trường nha. Thứ hai nữa anh chị là trong cái giai đoạn sắp tới thì mình nghĩ là một số mã cổ phiếu như là Novaland, Phát Đạt, thì có thể là Novaland nó sẽ được giải quyết trong giai đoạn sắp tới anh chị. Và cái khả năng của Novaland nó cũng giống như câu chuyện mà DG nó trải qua thôi, nó có thể là thế chấp thêm cái tài sản gì đó để mà đảm bảo cho cái con DG này. Rồi cái câu chuyện là về những cái cổ phiếu, hai cổ phiếu này nó được giải quyết nữa, thị trường của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hôm nay thì cái sức tỷ lệ margin trên thị trường nó được giảm xuống một mức đáng kể nha anh chị. Khi thị trường tăng trở lại, cái margin này coi như cái căng margin nha anh chị, coi như nó hòa tan đối với thị trường. Nó hòa tan đối với thị trường. Đây là một cái tương đối là tuyệt vời nha anh chị. Một thông tin rất tốt về thị trường ở trong giai đoạn sắp tới. Đây là một cái mà anh chị nào nắm bắt được nha anh chị thì anh chị nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận tương đối lớn. Và nó còn tin tốt nữa nha anh chị, và mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư sớm nhất có thể nha. Mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư sớm nhất có thể. Đây là một cái thông tin tương đối tốt rồi, ngay cả thị trường. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư. Và cố gắng làm sao đó cái giai đoạn này cân đối cơ cấu lại cái tài khoản, lựa chọn những cái mã cổ phiếu mạnh nhất. Mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi, lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào cái doanh nghiệp nó bị định giá thấp á, thì những cái viên kim cương đó có thể là nó sẽ tỏa sáng trong giai đoạn sắp tới, có thể là tỷ suất sinh lợi nhuận của nó cực kỳ cao trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Đó là một tín hiệu cực vui luôn. Một số anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay bắt giá sàn nó kéo lên đâu đó là có người họ lợi nhuận tới 17-18% anh chị. Đó là về cái mã ấy nha anh chị, những cái mã ở phần sàn Hà Nội anh chị, khiếp khủng, quá khiếp khủng luôn trong giai đoạn này. Đó là một cái tín hiệu cực vui cho anh chị nhà đầu tư. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mà cần hỗ trợ tư vấn cơ cấu lại cái tài khoản, cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn này, nắm bắt những cái thông tin sớm nhất, liên hệ với mình theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn này. Đây là một cái tín hiệu cực vui cho thị trường rồi. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha. Cố gắng nha anh chị, cố gắng nắm bắt cái cơ hội này. Chỉ cần là chính phủ có những cái thông tin tích cực ra nữa thì thị trường của mình nó sẽ dần ổn định trở lại. Không để cho giá tài sản quá thấp nha anh chị, không để cho bán sáo tài sản quá thấp xảy ra với cái thị trường của mình được. Tại vì kinh tế của mình đang đi lên, tất cả mọi thứ đang ok hết, nhưng mà cái sự can thiệp này là cái sự cần thiết. Thì mình nói là ngày 15 tháng 11 thì tới ngày 16 tháng 11 thì đúng là cái phiên giao dịch hôm nay nó đã ra tin nha anh chị. Đây là một cái tin mà cực vui luôn. Hôm nay thì cái đội sọt phái sinh đều coi như là rất là khó khăn đúng không? Đội Long thì chiến thắng, hôm nay phái sinh nó trần luôn. Một tín hiệu rất tốt cho thị trường nha anh chị. Lâu lắm rồi mới thấy cái sự bùng nổ và phái sinh nó quay lại nó trần anh chị. Lâu lắm rồi mới thấy cái phái sinh nó mạnh như vậy anh chị. Thì tới giai đoạn này thì khả năng trong vài phiên tới cổ phiếu nào mạnh tiếp tục nó sẽ hồi phục trong giai đoạn sắp tới. Cổ phiếu nào được định giá thấp thì nó sẽ tiếp tục mạnh trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Tín hiệu cực vui cho thị trường. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay thì nói chung là ai cũng vui anh chị, ai cũng vui đúng không anh chị? Rất là tuyệt vời đối với phiên giao dịch hôm nay. Thì một lần nữa thì xin chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha. Ok, qua thì cũng tái máy, hôm nay thì cũng có thành quả rồi anh chị. Hôm nay cũng có thành quả. Ok, thì anh chị nào yêu quý em thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào yêu quý hơn nữa thì có thể donate cho mình một ly cà phê, mời mình một ly cà phê tối nha anh chị, để mình thấy được cái tình cảm yêu quý của anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào mà đang gặp khó khăn trong giai đoạn này, chỉ cần like cho mình một like và thả cho mình một quả tim là được nha anh chị. Cố gắng nha anh chị. Đây là một cái gì đó mà thực sự là thăng hoa ở cái phiên giao dịch hôm nay.
Nói chung là thị trường nó hay một cái anh chị, nó hay ở chỗ là anh chị biết sao không, khi mình nghĩ là mình chết nhưng mà nó lại là đứng giữa cái ranh giới, đúng không chị, đứng giữa cái ranh giới thành và được, nó rất là mong manh đối với thị trường. Đó là một cái nó cực kỳ cuốn hút và cực kỳ hay đối với thị trường tài chính không. Mình thích là thích cái những cái giai đoạn như thế này nên anh chị, thật sự là quá là tuyệt vời, nên một điều tuyệt vời cho thị trường nha anh chị. Chúc mừng anh chị nhà đầu tư nào đang nắm giữ hàng, và đặt chúc mừng anh chị nhà đầu tư nào đang mua được cái hàng ở cái phiên giao dịch hôm nay. Mình khá là lạc quan anh chị, mình lạc quan quá nên bị chửi khá nhiều. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người luôn luôn thành công và gặt hái thật nhiều may mắn nha. Anh chị nào mà cần cơ cấu lại liên hệ với mình ngay, nếu như mà ở gần những cái khu vực mình ở thì có thể là gặp nhau cà phê, sau đó mình bàn bạc về câu chuyện dài hơn nha. Ok mọi người, chúc mọi người có một cái buổi tối thật sự là ngon miệng, thật sự là vui vẻ nha anh chị. Tối hôm nay thì không thể livestream cùng quý anh chị nhà đầu tư được rồi, tại vì tối hôm nay với lại tối mai mình có việc anh chị. Ngày mai mình sẽ cố gắng làm sao đó để mình có thể làm những cái video gửi tới cho anh chị nhà đầu tư. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người thành công và gặt hái thật nhiều may mắn. Ok.